Vụ tôm lúa sen canh của bà con nông dân huyện U Minh Thượng năm nay gặp nhiều khó khăn do nắng nóng kéo dài, độ mặn tăng cao, cho nên hệ thống cống cái lớn, cái bé vận hành điều tiết nước giữ ngọt vùng trồng lúa, đảm bảo nước mặn phục vụ vùng tôm lúa sen canh. Tuy nhiên, do bà con thiếu thông tin về đóng mở cống nên không chủ động được nguồn nước để nuôi tôm, dẫn đến vụ tôm năm nay của bà con gặp khó khăn. Qua trao đổi với một số bà con nông dân nuôi tôm cua trong vùng quy hoạch một vụ lúa một vụ tôm tại xã Thạnh Yên, huyện U Minh Thượng, thì bà con cho biết năm nay nắng nóng kéo dài cộng với hệ thống cống cái lớn cái bé chủ động ngăn mặn để giữ ngọt cho vùng chuyên canh lúa và đủ nước mặn phục vụ vùng nuôi tôm. Tuy nhiên, về thời gian đóng mở cống ngăn mặn, bà con không nắm bắt được nên không chủ động được nguồn nước cho vùng tôm. Thực sự thì năm nay là bà con nông dân nuôi vua là gặp khó khăn hết. Vì một là cái nắng nhiệt độ quá cao, rồi khi mưa thì ống mưa quá dồn dập, rồi thêm cái lượng nước điều tiết của cái cống ngăn mặn nó có khi ngăn là xả vô bà con lấy nước chưa đủ thì đã ngăn lại, rồi có người bị cái vuông người ta xử lý cho đàng hoàng, ta mới bơm nước vô, nghĩa là xử lý cho sạch cá tạp, nhưng mà khi ta xử lý chưa xong thì thời gian xả cống đã hết. Đóng cống lại bắt đầu buộc cái đó ta phải bơm cái nước đó nó không được tốt. Cái trường hợp mà cái cống mà để điều hòa nước, điều tiết nước cho bà con nông dân vừa nuôi tôm vừa xả lúa thì em thấy là bây giờ cái vấn đề đó là phải bàn tính kỹ lại, phải có một cái phương án và một cái lịch để đóng cống và mở cống cụ thể để cho bà con để chủ động được lấy nước vào nuôi tôm và dự trữ nước để sản xuất lúa. Chứ mà làm mà không có cái kế hoạch hoặc kế hoạch nó không ổn định thì bà con rất là khó. Bà con còn cho biết thêm, gần đây nhờ có mưa nhiều nên nguồn nước vuông tôm phần nào được cải thiện nhưng chưa đảm bảo độ mặn cho tôm cua. Ngoài ra, theo khuyến cáo của ngành chuyên môn của địa phương, hiện nay nguồn nước trên kênh đã chuyển sang màu đỏ do nước từ rừng U Minh Thượng đổ xuống, không đảm bảo nước sạch và độ mặn cho việc nuôi tôm. Thường thường vào cái vụ nuôi tôm này thì đặc biệt là đến cái tháng 6, tháng 7 này thì có cái lịch điều tiết nước gần rồi. Cho nên cô bác đó mình là không có là lấy nước ở ngoài từ con kinh được nữa. Nhưng mà chỉ chủ yếu là lấy nước trời, lấy nước ngọt và từ lấy nước trời thôi. Cho nên hiện tại bây giờ đặc biệt là nói về ở cái vụ 2 của cái nuôi tôm này thì cô bác mình là không có chỉ có hứng nước trời thôi, chứ bây giờ muốn chủ động giữ nước ngọt cũng khó. Theo ông Nguyễn Văn Dũng, tổ trưởng tổ kinh tế kỹ thuật xã Thạnh Yên, huyện U Minh Thượng cho biết, hiện địa phương có hơn 1.400 hecta được quy hoạch một vụ tôm, một vụ lúa. Năm nay gặp nhiều bất lợi do thời tiết. Mặt khác, lịch điều tiết nước còn lúng túng, sự phối hợp giữa đơn vị điều tiết nước với địa phương chưa chặt chẽ, việc thông báo đóng mở cống bà con không nắm bắt kịp thời để chủ động nguồn nước bổ sung cho nuôi tôm cũng như trồng lúa. Đặc biệt là sở nông nghiệp là phải làm việc yên chỗ của đơn vị điều tiết nước này một cách chặt chẽ và đồng thời là đưa ra cái thời vụ sản xuất giữa con nuôi tôm và trồng lúa một cách khoa học. Khi đó, đó là khi mà mình điều tiết nước để cho người ta phục vụ cho con tôm thì nó sẽ không ảnh hưởng tới cái sản xuất cái vụ lúa ở cái vùng chuyên lúa. Đó thì như thế đó thì ngoài ra nữa thì định kỳ là khi giai đoạn chiều cường là phải mở cống cho người dân là lấy nước vào đặng nuôi tôm ở cái mùa vụ nuôi tôm. Còn riêng về đối với cái mùa mưa này thì trừ trường hợp mà phải theo dõi chặt chẽ, nếu như mà bão lụt, bão lớn là một thứ hai chiều cường dâng cao thì phải đóng lại đặng tránh tình trạng là nó ngập úng ở vùng sản xuất, đặc biệt là vùng điểm U Minh Thượng. Hệ thống cống cái lớn cái bé giúp ngăn mặn giữ ngọt, phục vụ tốt cho sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản ở vùng U Minh Thượng và khu vực. Tuy nhiên, vừa qua người dân thiếu thông tin đóng mở cống nên không chủ động được nguồn nước nuôi tôm và trồng lúa, phần nào ảnh hưởng đến năng suất nuôi trồng và sản xuất. Bà con mong muốn thời gian tới ngành chuyên môn phối hợp chặt chẽ đơn vị vận hành cống cái bé cái lớn, đưa ra kế hoạch sát với thực tế để đảm bảo đủ nguồn nước phục vụ nuôi tôm và trồng lúa. Bên cạnh đó, thông tin sớm, thời gian đóng mở cống qua nhiều kênh truyền thông để bà con chủ động sản xuất và nuôi trồng, mang lại hiệu quả kinh tế cao.